Chào anh em đã quay trở lại với kiến thức game. Hôm nay mình sẽ làm một video hướng dẫn cho anh em mới bắt đầu chơi Level 1. Mình vừa tạo lại một tài khoản mới để có thể hướng dẫn cho anh em dễ hiểu hơn. Sau khi anh em chơi đạt đến cấp 7 và đã có hơn 1 triệu đô giống như tài khoản của mình hiện tại. Và mình sẽ bắt đầu hướng dẫn cho anh em nên chọn tàu nào để anh em có thể chơi luôn đến cấp 15. Mà anh em không cần phải mua những tàu khác để tránh lãng phí tiền đô. Trước khi hướng dẫn cho anh em nên chọn tàu nào thì mình sẽ nói sơ qua phần trang bị tên lửa cho anh em dễ hiểu. Hiện tại cấp độ của anh em còn thấp nên chủ yếu anh em chỉ thi đấu với boss là chính. Nên phần chọn tàu anh em không cần phải chọn loại tàu có hỗ trợ ống phóng ngư lôi, mà thay vào đó anh em nên chọn loại tàu có hỗ trợ tặng 2 tên lửa. Nó sẽ được nhiều đam hơn so với anh em chọn ống phóng ngư lôi. Đấu với boss nó sẽ dễ hơn đấu với người rất là nhiều. Nên khi anh em vào trận nếu có gặp tàu ngầm thì nó cũng sẽ tự động nổi lên rất là nhanh. Anh em sử dụng tên lửa nó sẽ tiêu diệt tàu ngầm nhanh hơn so với anh em sử dụng ống phóng ngư lôi. Đến phần chọn tàu thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em nên chọn tàu nào để cho anh em có thể chơi luôn đến cấp 15. Con tàu mà mình muốn giới thiệu đến anh em đó là con Duncan D37. Một điểm mà mình rất thích ở con tàu này đó là nó có tốc độ rất là nhanh, tặng 20.6. Tuy là độ bền nó thấp hơn những con tàu khác một chút nhưng mà bù lại hỏa lực rất là mạnh. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mua và sẽ hướng dẫn cho anh em trang bị tên lửa cho con tàu này. Phần trang bị tên lửa mình sẽ không sử dụng tên lửa BGM-109, mà thay vào đó mình sẽ sử dụng một tên lửa khác với hỏa lực mạnh hơn. Tên lửa mình sẽ trang bị có tên là BC-10 của Ấn Độ sản xuất. Tên lửa có đam rất là cao, tặng 18 cây đam trên một phát bắn. Và mình sẽ tiến hành mua. Mình sẽ trang bị luôn 2 tên lửa BC-10. Pháo mình sẽ chọn A-190 của Nga. Pháo tự động mình sẽ chọn DB-65 của Nga luôn. Vũ khí phòng không mình sẽ chọn OSA-M của Nga luôn.
trực thăng thì anh em chọn cho mình KA-52 nha. Như vậy đã trang bị xong, anh em vào phần nâng cấp để tiến hành nâng cấp hết tất cả các trang bị nha. Như vậy mình đã hướng dẫn xong, anh em có thể chơi một con tàu này cho đến khi đạt đến cấp 15 và anh em có thể đổi sang một tàu khác mạnh mẽ hơn. Anh em nhớ đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video khác nữa nhé.